Và tiếp tục chương trình buổi chiều hôm nay, chúng ta cùng đến với xã Thành qua các tiết mục hát múa, lời du đất mường, tấu sáo trồng cây lại nhớ ơn người, múa vui hội ngày mùa. Sau đây mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Ơi, ơi, dạo,
Và đây là chương trình chúng ta cùng đến với xã Văn Sơn và các tiết mục. Tiết mục đầu tiên, hát mời trời. Tiết mục thứ hai, tấu sáo về lạc sân quê em. Tiết mục thứ ba, mùa nghe mừng người. Xin mời quý vị chúng ta cùng
được chúc mừng cho đơn vị Văn Sơn đã vừa thể hiện xong chương trình tham gia hội diễn của đơn vị mình. Cách đăng ký kênh Người Mường TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.